Tối ngày 8 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong các ngày 10 và ngày 11 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden sang thăm chính thức Việt Nam. Để đảm bảo an ninh an toàn thông suốt, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Theo đó, từ 12 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 và từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa, trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định, trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế.